Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Nguyễn Đắc Công tội giả mạo trong công tác. Theo hồ sơ, Phước, Thạnh và Tấn là 3 trong số 11 người được hưởng di sản thừa kế một căn nhà ở phường Bạch Đằng, thuộc phường 24 quận Bình Thạnh. Phước, Thạnh và Tấn sống ở Việt Nam, 8 người còn lại sống ở nước ngoài. Cuối năm 2016, Tấn bàn với Phước và Thạnh sang tên căn nhà cho 3 người đứng tên rồi bán lấy tiền chia nhau, không chia cho 8 người còn lại. Tấn thuê luật sư Lê Minh Thái làm thủ tục với chi phí khoảng 1,6 tỷ đồng, làm giả chữ ký 8 người có quyền hưởng thừa kế căn nhà đang sống ở nước ngoài với nội dung họ từ chối nhận di sản thừa kế. Nhằm thực hiện chót lọt, Thái hối lộ Nguyễn Đắc Công, cán bộ văn thư lưu trữ thuộc Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh 6 triệu đồng. Công đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo phường rồi dùng mộc do Công quản lý đóng dấu vào chữ ký giả. Sau đó, Công tiếp tục chứng thực sao y trái quy định nhiều giấy tờ khác nhằm giúp luật sư Thái và nhóm người hoàn tất thủ tục bán căn nhà 270A Bạch Đằng. Tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xử lý. Quá trình xác minh, Công an quận Bình Thạnh đã thông báo cho Tấn, Thạnh và Phước biết giấy cam kết từ chối nhận di sản thừa kế của 8 người đang ở nước ngoài là giả chữ ký chứng thực. Do không muốn trả lại số tiền bán nhà nên cả 3 tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật, làm đơn đề nghị tòa án tuyên bố 8 người đã chết nhằm hợp thức hóa việc mua bán nhà. Quá trình điều tra, công an xác định Tấn, Thạnh, Phước biết hành vi của luật sư Lê Minh Thái là gian dối, không đúng quy định của pháp luật nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra để đạt mục đích sang tên sở hữu căn nhà 270A Bạch Đằng. Còn Lê Minh Thái vì lợi ích cá nhân đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho Tấn, Thạnh và Phước chiếm đoạt căn nhà. Đồng thời, Thái đã 4 lần đưa hối lộ cho Nguyễn Đắc Công, tổng cộng 6 triệu đồng. Nguyễn Đắc Công đã lợi dụng nhiệm vụ là văn thư đóng dấu, kiêm nhiệm chứng thực nhận tiền của luật sư Lê Minh Thái để thực hiện theo yêu cầu. Khi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 6 không ký hồ sơ, Công đã làm giả chữ ký rồi dùng mộc đóng dấu xác nhận. Với những tài liệu chứng cứ thu thập đã nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an bắt giam luật sư Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ, Nguyễn Đắc Công tội giả mạo trong công tác. Hiện vụ án đang được Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ.